Hello mọi người, sáng em ra thăm mấy cái chậu lan bật rọi nắng đó, nó bị cháy lá này, có mưa xuống rồi cái nó xanh mướt trở lại, vui ghê luôn á. Ủa chỗ con làm gì vậy? Thôi rồi, ai? Thôi chết rồi. Trời ơi, hai đứa. Tại sao con ẵm em ra phá hư cái hũ bèo của mẹ rồi? Ôi ơi, cái nè. Bèo của tôi trồng cực khổ, ẵm em ra đây làm gãi làm bể hết trơn mấy cái bèo của mẹ rồi. Trời ơi, con nó lấy làm rớt xuống đây. Con phá quá chuột ơi, sao con ẵm em ra đây phá bèo của mẹ? Mẹ trồng cực khổ mà, để cho đẹp mà con. Trời ơi, cái nè. Vậy á, chịu nói không? Cái gì hết trơn mấy cái bèo của tôi rồi. Nhiệt tình. Hai đứa đi vô nhà cúi cho mẹ liền, nhanh lên. Mới sáng sớm mà còn ẵm em đi ra phá của mẹ vậy hả? Đi vô nhà cúi. Lẹ. Tại sao hai đứa sáng đi ra ngoài ngoại phá của mẹ? Cái ao bèo của mẹ là mẹ trồng để cho đẹp, thấy không? Tại sao con dẫn em ra đó phá, làm bể ba cái bèo của mẹ hết trơn, rồi lấy gì đẹp? Mai mốt là con không có được phá của mẹ nữa, nghe không? Dạ. Rồi con đứng dậy xin lỗi mẹ. Em làm gì chứ? Đứng đắn nữa. Rồi con nhớ là nay con xin lỗi mẹ, mốt con không phá nữa, nghe không? Còn phá nữa là mẹ. Đứng đắn nữa. Con phá nữa là mẹ quýnh đòn con, nghe chưa? Dạ. Rồi mẹ cho con đi á. Rất đơn mẹ. Rồi con đi đi, mai mốt không được phá nữa, nghe chưa? Rồi tới Milu nữa, mai mốt là không có theo anh ba chuột đi ra ngoài ngoại phá của mẹ nữa, nghe không? Hồi nãy là mẹ thấy Milu nhảy vô cái ao bèo luôn nè, lần này là mẹ tha cho Milu nha, nha. Lần sau là mẹ quýnh đòn Milu nha, nha. Nè, quýnh hai cái chân của Milu nè, hai cái chân Milu đi ra ngoài phá của mẹ nè. Nguyên cái thân hình của Milu là nhảy vô luôn cái ao bèo của mẹ luôn nè. Nghe. Nói sai gì? Rồi bây giờ mẹ cho Milu đi chơi, mẹ tha cho Milu lần này, nghe chưa? Lần sau là con không có được lì nữa, nghe không? Nghe chưa? Rồi tha cho con rồi đó, đi chơi đi.